các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món salad ẩm thực của Nga. Đó là món salad mimosa. Vì sao nó lại có tên mimosa? Bởi vì là những ngày lễ hội của Nga, người ta nhìn thấy cái hình tượng là những cái cánh hoa của mimosa nó rơi trên tuyết trắng. Cho nên là người ta có cái ngẫu hứng và đặt tên món ăn nó tượng trưng cho một loài hoa mimosa. Đó là món salad mimosa. Nó ăn rất tốt và rất mát mẻ vào mùa hè. Và trong bữa ăn của chúng ta, nó có thể làm cho chúng ta được một món rau rất là nhanh, gọn. Sau đây là các bạn vào bếp cùng với Bích Huệ và chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nhé. Chuẩn bị nguyên liệu xong thì chúng ta bắt đầu làm. Việc đầu tiên là chúng ta luộc trứng. Và trong thời gian mà chờ trứng chín ấy, thì chúng ta đi nhập rửa sạch rau xà lách, cà chua và hành tây. Đây là trứng này, mình đã luộc và bóc vỏ này. Và đây là rau, cà chua với cả hành tây đã nhặt và rửa sạch. Đó. Sau đây là tôi sẽ cắt thái nhá. Ta phải nhặt, rửa sạch và để vẩy khô nước nhá. Sau đó chúng ta thái rối này. Khi chúng ta đã cắt xong xà lách rồi thì chúng ta chỉ bày rối là sao cho đẹp thì nhá. Thì chúng ta lấy từ cái cánh hoa xoăn xoăn, là cái cánh rau xoăn xoăn này nào, chúng ta để nó phía ngoài để cho nó đẹp. Đó. Sau khi bày xà lách xong thì chúng ta thái cà chua nhé, thái lát mỏng. Rồi sau đó các bạn bày lên này. Sau khi thái cà chua xong thì chúng ta bắt đầu thái hành tây nhé. Hành tây thì chúng ta thái ngang như này mà thái mỏng nhé. Sau khi thái hành tây xong thì chúng ta ấy cho nó tơi ra nhé, cho nó rời ra. Đấy. Để các bạn lắp lên trên. Bắp trứng thì các bạn không thể thái trên thớt được mà các bạn cầm trên tay các bạn thái lắp đều đây nhé. Đấy, nó lên trứng các bạn cố gắng thái mỏng. Đấy như là đấy là nó biểu tượng như là nhìn cái cánh hoa như ra đấy, nó trắng trắng và vàng, nó nổi trên đỉnh đấy các bạn. Các bạn pha dầu giấm ấy thì 80ml, nhưng mà các bạn cho 40ml giấm, 40ml dầu nhé. Mà các bạn dùng dầu hướng dương nhé, dùng dầu hướng dương thì các bạn pha. Nếu mà ngon nữa thì các bạn dùng dầu ô liu dần với cả một ít muối, không là mặn thôi các bạn. Khoáng đều cho nó tan đi. Để xem các bạn nhìn thế nào. Cái món salad này nó rất phù hợp với cái tên nhé. Tên nó là salad mimosa. Thế là cái màu sắc của nó kết hợp rất là hài hòa, rất là nhiều màu mà nó rất là bắt mắt. Đấy, cho nên là các bạn hôm nay sẽ cùng cảm quan với mình nhé. Mà các bạn cái món này ấy, thì các bạn khi nào ăn thì chúng ta mới trộn dầu giấm. Chứ nếu các bạn trộn dầu giấm xong thì nó sẽ nát và nó nhũn hỏng nhé. Nó không có độ ngon của món ăn nhé. Nếu gia đình các bạn ăn nhé thì các bạn lấy dầu giấm này rội đều lên. Rồi các bạn trộn đều lên. Thế là các bạn ăn. Nhưng mà đây thôi, mình chỉ cảm quan một mình thì mình chỉ lấy ra một chút cả lẫn cả các thứ nhá. Đó. Đấy, chúng ta dưới đều lên. Đó. Rồi các bạn trộn đều nó lên này. Đó. Các bạn trộn đều. Đấy. Trộn cho đều lên rồi chúng ta bắt đầu nghe thưởng thức nhá. Đấy, xin mời các bạn. Ăn nó rất là ngon, thơm, ngậy, bùi béo, bùi bùi của trứng và rất là thanh mát. Ăn vào bữa ăn mùa hè này rất là thích. Ngon lắm luôn đấy các bạn. Các bạn lên ăn thử nhé. Mình cố gắng là cái kênh của mình á, mình cố gắng là hướng dẫn các bạn rất là nhiều món Âu của các nước để các bạn được tự thưởng thức. Rất là ngon, rất là mát. Mùa hè ăn rất là sướng.
Hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn xong món salad mimosa nhé. Các bạn xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn like, chia sẻ, đăng ký kênh là một nguồn động lực rất lớn để mình có thể làm món ăn rất là ngon, nhiều những món ăn khác để hướng dẫn cho các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.